đồng nhà mơ nó đạt hết chưa? Chào các cháu nha, các cháu cùng với ông đi cắt ít rau về ăn nhá. Đây, cái rau đây. Ông thu hoạch về để ông lấy đất ông trồng ngô. Cắt nửa lần về để lấy chỗ làm đất trồng ngô. Cái rau này là rau cái bẹ các cháu. Nói đúng hơn là cái rau cái vãi. Cái rau mà người ta trồng là vãi mà ta nằm cái đất hoang đấy, đất hoang lâu đời đấy, mà đất ở trên đồi cao đấy, người ta phát rừng già đấy, xong rồi là quá trình để rừng già người ta đốt đi, nó nhiều mùn, nó nhiều rác, người ta vãi lên cái sau khi mưa ta vãi lên cái đống rác, đấy, đống giò đấy, để là nó hút chất ở cái đống giò đấy, để nó sống. Sau đó là nó lên rồi bắt đầu là người ta nhổ ta ăn, ta nhổ ta bán, gọi là rau cải vãi. Vãi bừa trong đấy mà gọi là rau cải vãi. Cái rau thì ăn rất ngon, dễ ăn, nó mềm, dễ ăn đó. Cái rau này chỉ có trên đồi cao thì người ta mới trồng cho, còn ở dưới vùng thấp không trồng đâu. Vùng thấp cũng trồng được nhưng mà nó không hợp. Cái này là nó chỉ ở dọc cao thôi, nó hợp, hợp khí hậu mà đồng thời là hợp cái chỗ đất canh tác. Cái loại này là cái đống giò mà nó nhiều mùi, nhiều chất oxy, nhiều chất canxi, nhiều chất đạm của đất. Đồng thời là đồi núi bỏ hoang là nhiều chất vãi là nó mọc trong vòng mà 20 ngày một tháng nó đã được ăn rồi. Đấy, mà ta ăn ta nhổ nửa lần, nhổ cả gốc cả cây. Đấy, sau về ăn là bỏ gốc đi. Cái rau ở trồng ở đây này, quá trình phải chăm tốt mới ăn được. Hai nữa này, cái rau nó dài ngày, bây giờ là cái rau này bình thường là toàn rau ngắn ngày các cháu, rau dài ngày nhất thì khoảng 2 tháng rưỡi, mà ngắn ngày nhất chỉ bằng 1 tháng là phải ăn rồi. Không ăn là nó già, nó già nó có ăn được nó cũng khó ăn. Thứ nhất, cái hai là nó bị ngồng, nó bị ngồng như thế đó, bị ngồng thế này, bị cây đấy, bị cây nữa nó già bình thường nữa, để cho quả cho hoa cho sau đấy, bị ngồng. Cái rau này ăn ha, cái rau này về luộc cũng mềm, nấu canh cũng mềm, ăn nào có thể lại càng ngon các cháu. Rau này phải rau cải vãi, rau này nó mới được khoảng trên dưới 20 ngày ngon bún nữa. Rau mình về tất cả các loại xương gà, các loại xương, các loại tôm cua, ốc ếch bỏ vào nấu chín lên, cho gia vị vào, xong bỏ rau vào đảo ăn dần, tuyệt tác luôn. Cái phái này rau mà chuyên gia uống rượu thì hợp lắm các cháu. Cái rau này bây giờ hết mùa, giờ ai cũng phá các cháu. Bây giờ cái rau này bây giờ nó dở dang rồi. Đấy, dở dang ở chỗ là nó đang từ vụ nọ nó chuyển sang vụ kia rồi, nó là đang chuyển từ đông sang hè, sang thu
xuân, thì bây giờ mùa xuân thì người ta trồng thứ rau khác, mà rau này rau nó mùa đông nó không hợp mà người ta cũng phá bỏ, rau rau mùa mà, nên là cái rau này giờ nó cũng rẻ lắm đó, 3-4 nghìn cân mỗi khi này. Ra còn gọi nhau cho không, rẻ quá. Bởi lẽ thế là ông nên ông phá đi. Ông trồng cái loại cây khác, không để nó dài ngày mà cũng ăn được bao nhiêu mà nó ảnh hưởng đến cái vụ khác. Nhà ông thì nhà nông các cậu, mùa nào thứ nấy, mùa hè thì có các loại rau nấu canh, rau xào, rau luộc. Mùa này thì rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau ăn nấu, rau ăn sống, nhiều thứ rau lắm. Mà cái rau mùa mà rau nhiều thì có mùa đông các cháu là rau nhiều. Như ông vừa nói đấy, là rau nấu này, rau ăn luộc, rau ăn xào này, rau nấu canh này, rau ăn sống này, thậm chí còn rau làm dưa nữa các cháu, nhiều rau lắm. Nên là cái mùa đông là mùa trồng rau, mùa kiếm tiền mà cũng là mùa nhàn nhã, mà là mùa kiếm tiền. Còn các cái mùa khác này nó nóng nực, kiếm tiền cũng mệt. Trồng cây thì nó nắng quá nó phát triển. Rau keo nửa lần nhanh đấy mà, bởi vì ông phá là ông keo nửa lần nhanh. Tôi về cho con cho cháu, ông bà nên cho con cho cháu mặn bữa, mai hết lại ăn rau khác. Như ông vừa nói đi, mùa này nhiều rau lắm, mà cũng là giao mùa của rau, nên rau nó nhiều, vừa ăn không xuể lại vừa phá để trồng cái khác, nên là phải cải thiện bữa liên tục. Bữa thì rau nấu, bữa thì rau luộc, bữa rau nấu canh, bữa thì rau sống, bữa thì rau xào. Năng suất bao nhiêu rau? Trồng thế thôi đau lưng, mà việc nọ việc kia ra, việc nọ làm việc kia đau lưng. Đau lưng nó cái đó. Người ta bảo là làm gì mà đau lưng, ngồi chơi cũng đau lưng, không phải là không đau lưng nữa. Ngồi chơi cũng đau lưng ở cái chỗ nào ông nào mắc bệnh đau lưng, chả ngồi chơi cũng đau lưng, phải làm mới đau lưng. Cái ông nào mắc bệnh đau lưng, ngồi chơi cũng đau lưng. Nếu ông nào mà ốm yếu nó quá nặng mà chỉ ngồi trong nhà cũng cảm cúm. Người ta mắc bệnh xong này ta nằm đây cho ông không cảm cúm được. Con người ta bây giờ là khỏe mạnh ở chỗ này,
quanh năm khỏe mạnh, ăn tốt, uống tốt, ngủ tốt, rèn luyện sức khỏe tốt và giữ gìn sức khỏe. Tóm lại là ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao và giữ sức khỏe bằng mọi giá trong mọi hoàn cảnh, gió máy ốm đau mưa nắng. Các cháu xem và thấy hấp dẫn thì nhớ bấm máy ủng hộ ông nhá, chia sẻ cùng ông nhá. Ui, các cháu là clip sau con lần nhau, chào thân ái nhá.